Vâng, thưa chị, xin chào toàn thể cô chú chị nha. Chào mừng toàn thể cô chú chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định TV. Vâng, hiện tại thì Thiên Định đang có mặt tại cà phê Nhất Long, Hải Âu Cung 171 tại dự án Vinhome Ocean Park cô chú chị ạ. Và hôm nay cái nội dung mà Thiên Định đang muốn chia sẻ với toàn thể của chị chúng ta là một cái nội dung mà hầu như rất nhiều khách hàng, rất nhiều mọi người ai cũng quan tâm, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư bất động sản. một trong những cái yếu tố hoặc là rất nhiều cái yếu tố để cô chú anh chị chúng ta có thể lựa chọn được một cái sản phẩm để chúng ta đầu tư, để chúng ta để ở, đúng không ạ? Đấy, hợp lý hay không, nó có hiệu quả hay không, nó có sinh lời được hay không trong tương lai, thì nó phụ thuộc vào những cái yếu tố mà chúng ta nhìn nhận, mà chúng ta phải nhìn nhận đúng. Khi chúng ta nhìn nhận đúng thì chúng ta lựa chọn sản phẩm hợp lý, đúng không ạ? Khi lựa chọn sản phẩm hợp lý thì chúng ta sẽ thắng lợi trong những cái thương vụ đầu tư. Đấy, đúng không ạ? Không đầu tư thì chúng ta để ở thì chúng ta cũng thấy nó rất là ok và rất là tuyệt vời. Đấy. Thì hôm nay đây Thiên Định đang muốn chia sẻ với cô chú chị chúng ta những cái yếu tố cơ bản nhất, những cái yếu tố cơ bản nhất để chúng ta lựa chọn để đầu tư một cái sản phẩm bất động sản. Và đặc biệt là Thiên Định đang nói về cái sản phẩm bất động sản của Vinhome Ocean Park, về cái dòng thấp tầng. Chung cư cao tầng thì Thiên Định không nói cô chú chị nha. Thiên Định chỉ đánh giá chung về cái sản phẩm thấp tầng, nêu ra những cái yếu tố để cho cô chú anh chị chúng ta dựa vào đấy, căn cứ vào đấy để chúng ta có thể lựa chọn và mua cho mình những cái sản phẩm hợp lý nhất. Đấy. Thì hôm nay Thiên Định sẽ phân tích. Thực ra những cái yếu tố mà Thiên Định phân tích ra ấy, nó sẽ là giống như nó là chung chung. Đấy, nhưng mà nó áp dụng được cho tất cả các loại hình về kiểu như là bất động sản, như kể cả thổ cư này, chung cư này, biệt thự này, đất nền này, đất dự án này. Đấy, đất thổ cư, nói chung là tất cả nó sẽ đều áp dụng được. Thì thứ nhất đấy, nói về những cái yếu tố mà quan trọng nhất trong lựa chọn một cái sản phẩm bất động sản, thì yếu tố quan trọng nhất đó là tính pháp lý. Đấy. Cái tính pháp lý là cái tính cực kỳ quan trọng. Đấy, cái tính pháp lý là cái một cái yếu tố rất là quan trọng về lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là kể cả thổ cư, kể cả cả dự án, đúng không ạ? Thì thứ nhất là cái dự án đấy nó phải là cái dự án nó được phê duyệt là một, làm được sổ đỏ là hai, đúng không ạ? Và không bị dính các cái quy hoạch linh tinh. Nói chung là chúng ta phải tìm hiểu làm sao để biết được cái sản phẩm đấy là pháp lý của nó là ok, an toàn. Còn riêng về dự án Vinhome Ocean Park thì cô chú anh chị biết rồi, tính pháp lý của nó cực kỳ an toàn luôn, đúng không ạ? Chủ đầu tư Vingroup thì rất là uy tín rồi. Đấy, đã triển khai rất nhiều các dự án rồi, đã thành công rất là nhiều dự án rồi, kể cả biệt thự biển, kể cả condotel, kể cả chung cư, kể cả biệt thự từ Bắc tới Nam, là rất nhiều dự án rồi, đúng không ạ? Cho nên về tính pháp lý thì Vinhome Ocean Park rất là ok, duyệt một. Đấy, một yếu tố nha quý anh chị nha. Tiếp theo là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai để mà chúng ta lựa chọn đầu tư đó là chính là vị trí. Ba, nói chung là cái yếu tố sau yếu tố pháp lý là yếu tố vị trí. Đấy, chúng ta phải lựa chọn được một cái sản phẩm bất động sản, và đặc biệt là một cái căn biệt thự đấy nó có vị trí rất, gọi là ví dụ như nó phải so sánh và nó phải đưa ra một số cái yếu tố vị trí, ví dụ vị trí này là gần những cái tiện ích này, vị trí gần hồ này, vị trí gần biển này, vị trí gần đường lớn này, vị trí gần bệnh viện này, vị trí gần trường học này. Người ta bảo là có ba yếu tố là nhất cận thị, đấy, nhị cận giang và tam cận lộ. Đấy, nó có chú anh chị mình nghe không? Nhất cận thị là như nào? Là thứ nhất là chúng ta phải có cái có một cái view đẹp, đúng không ạ? Có một cái vị trí mà giống như là gần vườn hoa này, đúng không ạ? Nó thoáng này, thoáng trước thoáng sau, rồi nó có gần vườn hoa thì những cái tiện ích, nó gần những cái tiện ích thì là nó đưa lại cái giá trị của căn biệt thự đấy nó cũng sẽ cao hơn những cái căn vị trí khác. Nhị cận giang là như nào ạ? Nhị cận giang thì cái căn biệt thự của cô chú anh chị chúng ta nó sẽ giống như là nó gần những cái vị trí như là hồ này, biển này,
thì những cái vị trí đấy nó sẽ là cái không khí đúng không ạ, không khí nó sẽ trong lành đấy, cái môi trường nó sẽ tốt đấy, gần hồ gần sông thì gọi là cái môi trường đấy, rồi cái lưu thông về không khí nó tốt hơn đấy, thì cái giá trị của căn biệt thự của chúng ta cũng sẽ tăng cao hơn đấy. Tam cận lộ là như nào ạ? Cận lộ là cận đường lớn, gần những cái khu vực như là đường lớn này, ngã bạn. Ở đây là ví dụ như là nói về cái tính gọi là cận lộ ấy, thì là cái yếu tố để mà chúng ta kinh doanh ấy thì nó tốt hơn. Nếu chúng ta mà mua một cái sản phẩm để ở ấy mà đường lớn quá thì nó sẽ gây ra ồn ào đấy. Cho nên cái yếu tố mà cận lộ ấy thì chúng ta có thể suy xét là cái căn biệt thự đấy của chú anh chị chúng ta mua để ở hay mua để đầu tư, mua để kinh doanh đúng không ạ, thì nó chúng ta phải hiểu được là cái mục đích của chúng ta mua để làm gì. Nếu chúng ta mua để ở thì không nên mua những cái căn biệt thự ở trên cái mặt đường lớn quá, tại vì sao, là cái tính ồn ào của nó, mọi người đi qua đi lại rất là tấp nập, bụi, rồi rất nhiều các yếu tố nó làm cho ví dụ như những cô chú anh chị chúng ta có tuổi rồi thì chắc chắn là cô chú anh chị chúng ta không thích sự ồn ào đấy, thì chúng ta thích sự yên tĩnh thì chúng ta lại phải là đi vào sâu một xíu đúng không ạ. Đường thì chắc chắn là đường ở Vinhome Ocean Park thì đường rất là to rồi đúng không ạ. Nhưng mà đấy, những cái yếu tố đầu tiên là yếu tố cận thị thì cô chú anh chị chúng ta lựa chọn những cái căn nào đấy nó gần vườn hoa, gần những cái tiện ích đấy, khu vui chơi dành cho trẻ em đúng không ạ, khu tập thể dục thể thao đấy, thì nó cái giá trị của căn biệt thự của chúng ta, đặc biệt là những cái căn mà view trực diện vườn hoa đúng không ạ? Ngày nằm ngay đối diện vườn hoa đấy, thì là những cái vị trí đấy rất là đẹp đấy, thì chắc chắn rằng những cái vị trí đấy sau này tăng giá cũng rất là cao, tại vì đặc biệt là những cái sản phẩm của Vinhome ấy, những cái vị trí mà view thoáng ở view vườn hoa này gần những tiện ích, thì như những cái dự án như Vinhome Riverside, Harmony ấy, thì những cái vị trí đấy ngày xưa Thiên Định đã bán với cái giá như chủ đầu tư ban đầu nó cũng không cao hơn so với những cái căn ở những cái vị trí khác đấy, không cao hơn nhiều nhá, nó vẫn cao hơn nhưng mà không cao có cao hơn nhiều. Nhưng mà khi mà dự án đã hoàn thành rồi, đi vào hoạt động rồi, chúng ta cư dân đã tới ở đông rồi, thì lúc đấy thì cái giá trị của những cái căn mà view vườn hoa, gần vườn hoa, lúc đấy nó mới tăng lên rất là cao đấy. Còn cận giang là như nào, thì ví dụ như là cô chú anh chị chúng ta lựa chọn gần biển hồ 24,5 hecta này, cũng là những cái gọi là giúp cái căn biệt thự của cô chú anh chị chúng ta sau này có giá trị, gần với biển nước mặn 6,1 hecta này đúng không ạ. Những cái vị trí nào mà nó gần với biển hồ, gần với biển nước mặn, thì cái giá trị của nó sau này chắc chắn thì mình phải khẳng định một điều rằng nó sẽ tăng lên rất là cao đấy, đó là cái điều chắc chắn luôn đấy. Còn cận lộ thì đấy, Thiên Định phân tích rồi, thì cô chú anh chị chúng ta phụ thuộc vào cái mục đích của cô chú anh chị chúng ta sử dụng mà chúng ta lựa chọn là đường to hay đường lớn. Nhưng mà cái đường lớn lúc nào sau này giá trị cũng sẽ cao đấy, đó là cái tính gọi là tính kinh doanh ấy. Nếu cô chú anh chị chúng ta lựa chọn cho mình cái sản phẩm mà ví dụ như là để kinh doanh shop house đấy, thì đường lớn nó cực kỳ tốt, và đặc biệt là đường lớn nhưng mà nó phải thuận tiện về giao thông. Ví dụ như đường 52m mà chia làm 3 làn như thế ấy, thì nó cũng là rất kiểu như là về cái tính lưu thông nó cũng sẽ bị hạn chế. Hay là đường 30m ở Hải Âu 2 ấy, nếu như cái con đường Hải Âu 2 mà chủ đầu tư mà bỏ cái con lươn đi ấy, thì nó sẽ cực kỳ đẹp và cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, nó rất là hợp với kinh doanh, giao thông thuận tiện luôn, đi qua đi lại, đúng không ạ? Nó rất là tốt. Nhưng mà chủ đầu tư lại chia ra làm một cái con lươn ở giữa, thì nó cũng sẽ hạn chế cái kinh doanh. Ví dụ một cái con đường bé thôi, nó chỉ tầm 7m thôi, nhưng mà chúng ta đi hai chiều, đi qua đi lại được, thì nó cũng là một cái điều rất là thuận lợi cho kinh doanh luôn. Đấy, nhưng mà đường lớn nhưng mà lại chia làn thì nó cũng rất là bất cập. Đây là Thiên Định phân tích để cô chú anh chị chúng ta nhìn thấy được là chúng ta, đó là vị trí nhá cô chú anh chị nhá, vị trí. Thì trong cái vị trí nó có rất nhiều các yếu tố. Đấy, chúng ta mục đích của chúng ta làm gì, kinh doanh hay là để ở, thì chúng ta đưa ra những cái phương án để chúng ta lựa chọn. Chúng ta không thể gọi là một cái nhu cầu của người này, đúng không ạ? Nhu cầu của người này nó lại áp vào một cái nhu cầu của người khác thì nó không phù hợp, thì lúc đấy chúng ta mua chúng ta lựa chọn nó cũng khó. Và khi chúng ta không nắm bắt được những cái yếu tố đấy mà chúng ta mua vào ấy, thì chúng ta lại kiểu như khi mua vào nó không thoải mái, và khi mua xong thì cô chú anh chị chúng ta lại lúc đấy lại có thay đổi mục đích, rồi lúc đấy lại mua đi bán lại chuyển nhượng ấy. Thì thứ nhất là nó cũng nếu như dự án nó tăng lên, giá trị nó tăng lên thì không sao, nhưng mà khi cô chú anh chị chúng ta kiểu như là chuyển đổi nó khó ấy, thì nó lại ảnh hưởng rất nhiều, đúng không ạ?
vị trí xong là đấy, về cái vị trí xong là tiếp theo là về vị trí thì định nói rồi nha, sau đấy viết đến tiền, cái giá tiền. Đối với Vinhome Ocean Park và đặc biệt những cái dự án của Vin ấy, là cái phân khúc của nó thì cái tầng lớp khách hàng nó khá là cao. Đấy, cái tầm tiền tài chính của những người mua bất động sản của Vin và đặc biệt là Vinhome Ocean Park ấy, thì thực ra cái tầm tài chính nó rất là nhiều, nó loanh quanh đâu đấy trung bình phải từ 10 đến 20 30 tỷ, có những căn shop house vị trí đẹp nó lên đến cả 40 50 tỷ của chị chị ạ. Đấy. Cho nên là thứ nhất đấy, cái giá trị của căn biệt thự đấy, nếu như bình thường một dự án khác đúng không ạ, khi chúng ta lựa chọn đầu tư thì chúng ta luôn luôn ok nó phải phù hợp về giá, nhưng mà cái giá đấy so sánh với cái mức giá ấy, thì ở Vinhome, đối với dòng sản phẩm của Vinhome thì cô chú anh chị chúng ta vị trí đắt nó sắt ra miếng. Có những cái sản phẩm mà chênh lên đến Thiên Định biết là có những cái căn là biệt thự ở Vinhome Ocean Park mua mà chênh lên đến gấp đôi, ví dụ như cái giá gốc của nó có tầm khoảng 23 đến 25 tỷ thôi, nhưng mà khi đúng không ạ, khi mà bán xong đến tầm khoảng mấy tháng sau thôi thì cái giá trị của nó đã tăng lên gấp đôi, đã đến 50 tỷ rồi, có những căn đến 50 tỷ rồi đấy. Tại vì cái người mua ấy người ta thích quá, và cái tầm tiền tài chính của nó người ta cả nghìn tỷ cơ, người ta mua cái sản phẩm đấy nó đắt hơn 5-7 tỷ không vấn đề gì luôn đấy. Cho nên cái dòng sản phẩm của Vinhome là quý anh chị chúng ta phải lựa chọn một cái vị trí đẹp đấy, căn đấy phải đẹp phải hot thì cái tính thanh khoản của nó phải cao đấy. Còn cái tầm nhìn nữa, thế định phân tích về yếu tố tầm nhìn là ví dụ như là bây giờ là tất cả những cái yếu tố về tiện ích cảnh quan này, rồi tiện ích về những cái vui chơi giải trí này, rồi điện đường trường trạm này, đúng không ạ, hầu như là cô chú anh chị chúng ta đã biết hết rồi, đúng không ạ, chúng ta đã nắm được rất là nhiều các cái thông tin đấy rồi. Khi mà chúng ta đã nắm được rồi ấy, không giống như những cái dự án bên ngoài nó còn mập mờ những cái thông tin nào là nó có quy hoạch này quy hoạch kia, nó có thế này thế kia, nhưng mà đối với chủ đầu tư Vingroup thì những cái thông tin đấy nó cực kỳ public luôn, nó rất là công khai và mọi người trước khi mua chúng ta đều được biết hết rồi đấy. Nào là nó có Vinpearl này, nào là có Safari này, đúng không ạ, trường đại học thì đã đi vào khai giảng rồi, đào tạo khóa đầu tiên rồi này, đúng không ạ, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec thì tương lai cũng sẽ xây dựng đấy, bây giờ thì chưa, bây giờ thì là có cái khu đất đã quy hoạch rồi, và tương lai là chúng ta sẽ xây dựng đấy, trung tâm thương mại Vincom thì là chuẩn bị khai trương rồi này đấy, những cái tiện ích nó hiện hình rồi, còn có những cái tiện ích là trên quy hoạch thì thực ra là những cái gì mà chủ đầu tư Vingroup đã xin cấp phép, kiểu như là đã được cấp phép rồi ấy, thì chắc chắn là triển khai, nó chỉ là trong cái thời hạn xa hay gần thôi, khi nào thì triển khai thôi. Thì những cái dự án đấy Thiên Định chia sẻ là rơi tầm khoảng 2021 đến 2022 là như Vinpearl, Safari là chủ đầu tư sẽ triển khai. Còn ví dụ như cái con đường những cái tuyến giao thông ấy, những cái tuyến giao thông nó khi mà nó thuận lợi thì nó cũng ảnh hưởng đến cái giá trị của bất động sản. Ví dụ bây giờ nhá, đến thời điểm bây giờ là những cái căn biệt thự của chúng ta đang có giá rất là hợp lý. Cái lượng người mà lượng khách hàng qua tham quan, thực ra hiện tại rất nhiều người đang lăn tăn về cái vị trí, tại vì nó hơi xa so với trung tâm thành phố, đúng không ạ, và đặc biệt là cái con đường mà đi từ bên Hoàng Mai này, đúng không ạ, khu vực Mỹ Đình này đấy, khu vực phố cổ này, đi sang bên mạn bên Vinhome Ocean Park thì nó còn đang khá là xa đấy, tại vì nó vẫn phải đi theo cái con đường gom, rồi đi theo đường Eco Park, rồi đi theo đường 5 thì nó khá là chật chội. Nhưng sau khi mà chủ đầu tư đã triển khai xong cái nút giao Cổ Linh ấy, và từ cái nút giao Cổ Linh đi thẳng lên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mà từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng mà chúng ta đi thẳng lên xuống đường 52m thì lúc đấy giá trị của những cái căn biệt thự tại Vinhome Ocean Park nó sẽ cao, nó sẽ tăng lên. Và lúc đấy chắc chắn Thiên Định khẳng định một điều rằng là nó không còn giá như bây giờ nữa. Và cái nó có thời điểm giá nhưng bây giờ nó cũng ảnh hưởng một số các yếu tố luôn. Thứ nhất là về dịch Covid, đúng không ạ? Dịch Covid hiện tại thì trên thế giới là cũng đã đang kiểu như là một số các cái nước ở châu Âu bây giờ còn đang đã đỉnh dịch cơ. Đấy. Rồi rất nhiều các cái yếu tố như là thiên tai lũ lụt, đúng không ạ? Năm này đúng không ạ? Thiên Định thấy là thiên tai lũ lụt của chúng ta là miền Trung là đang bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy. Thì gọi là đã ảnh hưởng rồi. Đã ảnh hưởng thì tất cả nó đều ảnh hưởng hết. Miền Trung, miền Nam, miền Bắc ấy,
tại vì nó là một cái khối, gọi là cái khối liên kết để kinh doanh mà. Đấy, một cái sản phẩm, một cái gì đấy nó là bây giờ đó là kinh doanh theo hệ thống hết rồi, không phải là kinh doanh ở tỉnh này tỉnh kia mà kinh doanh cả nước rồi. Đấy, và ảnh hưởng lũ lụt đó là cũng là một cái ảnh hưởng rất là lớn. Và Thiên Định cũng chia sẻ luôn là năm nay là Thiên Định thấy là miền Trung chịu rất nhiều các cái yếu tố mà thấy là thiệt hại rất là nặng nề luôn. Đấy, rồi dịch Covid thì đấy là cái yếu tố chính đấy. Thiên Định đang thấy là cái dịch Covid là yếu tố chính để ảnh hưởng đến gọi là nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế chung. Đấy, còn Việt Nam mình thì ảnh hưởng cũng không phải ảnh hưởng nhiều, nhưng mà tại vì nó liên quan đến xuất nhập khẩu. Đấy, liên quan đến xuất nhập khẩu thì đa số là các doanh nghiệp thì đều sẽ bị kiểu như là làm giảm nguồn thu, và đôi khi nhiều doanh nghiệp còn phải chuyển hướng kinh doanh. Đấy, chính vì vậy mà hầu như là về cái dòng kiểu như dòng bất động sản ấy, và đặc biệt là những cái dòng bất động sản cao cấp như của Vin ấy, thì nó kiểu như bị chứng thôi nha. Thế thì chia sẻ là nó chỉ bị chứng thôi, nó không bị giảm giá của chị nha, không bị giảm giá, nó chỉ chứng lại thôi, nó không tăng được thôi. Chứ khi mà đã ổn định rồi thì lúc đấy thì cái giá trị của bất động sản của Vin nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Đấy, để Thiên Định chia sẻ với quý chị chúng ta những điều như vậy. Yếu tố gì nữa nhỉ? Nói chung là để mà ngồi mà nghỉ ra thì thực ra nó bao trùm rất nhiều cái, và vị trí Thiên Định nói vị trí là nó đã rất nhiều các yếu tố trong đấy rồi. Đúng không ạ? Rồi yếu tố về giá cả cũng phân tích rất nhiều các yếu tố về trong đấy rồi. Nhưng mà cái đối với Vin ấy thì cái vị trí nó quan trọng hơn về giá. Một vị trí nó, cô chú anh chị so sánh nhá, cả một dọc đấy những cái căn mà đầu góc nó cao hơn hẳn, cao hơn rất nhiều so với những cái căn ở vị trí bên trong, đúng không ạ? Nhưng mà những cái căn góc đấy lại tính thanh khoản nó cũng cực kỳ tốt luôn. Đấy, tính thanh khoản cực kỳ tốt. Nếu như mà khi mà cô chú anh chị lựa chọn đầu tư từ ban đầu ấy, cô chú anh chị chúng ta theo Thiên Định mà cứ lựa chọn đầu tư những cái căn mà toàn những cái căn đẹp, toàn những cái căn góc, giá thì cao hơn nhưng mà chắc chắn tính thanh khoản của nó tốt hơn và còn chênh được nhiều hơn, chênh rất cao luôn. Đấy, những cái vị trí đẹp thì hầu như là đối với dự án Vinhome, đặc biệt là Vinhome Riverside ngày xưa Thiên Định bán, những cái vị trí view vườn hoa nó toàn đích khai, toàn những cái căn biệt thự 25 tỷ mà bây giờ nó đã 50 tỷ rồi. Đấy, không x2 thì cũng x gấp rưỡi. Được những cái căn mà còn những cái căn mà bình thường nó kiểu như là không có gì đặc biệt ấy, nó chỉ tăng theo cái kiểu tăng theo lãi suất ngân hàng thôi. Với năm nay 25 sang năm là 26, sang năm tiếp 27 nó chỉ tăng theo cái kiểu lãi suất thôi. Đấy, chứ còn tính kiểu như là mua bán mà để đầu tư của Vinhome thì nó là lợi nhuận không cao nhưng mà có tính an toàn rất là tốt. Đúng không ạ? Thì đấy là những cái yếu tố mà Thiên Định muốn chia sẻ với toàn thể quý anh chị chúng ta. Đối với dòng sản phẩm của Vin thì hiện tại nó đang ảnh hưởng nhiều của dịch cho nên là giá vẫn đang rất hợp lý. Còn những cái kết nối giao thông này, vị trí này, sang khi cô chú anh chị chúng ta mà gặp Thiên Định thì Thiên Định sẽ lột trần hết tất cả những cái yếu tố đấy. Đấy, để giúp cô chú anh chị chúng ta hiểu được là cái thứ nhất là cái mục đích, cái nhu cầu của cô chú anh chị là như thế nào. Cái mục đích, cái nhu cầu cực kỳ quan trọng, cô chú anh chị chúng ta chỉ chờ nhầm thôi, hoặc là khi cô chú anh chị chúng ta không đưa ra được cái nhu cầu chuẩn cho mình ấy thì những cái bạn sale sẽ tư vấn nó kiểu như đôi khi nó sẽ bị lạc đường ấy, cuối cùng gọi là chúng ta phải đi đường dài. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ đi được về đích, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ đi đường dài, chúng ta không tập trung được về cái không tập trung và không nắm bắt chuẩn được về cái yếu tố, một cái mục đích, cái nhu cầu của quý anh chị chúng ta ấy thì sẽ lựa chọn rất là khó. Phân tích ra là hỏi là ok, quý anh chị nhu cầu như nào, để ở hay để đầu tư, đúng không ạ? Cô chú anh chị chúng ta cần sự yên tĩnh hay là muốn vui vẻ hồi nào, đúng không ạ? Rồi cô chú anh chị chúng ta kiểu như là muốn đầu tư thì muốn đầu tư lâu dài hay là ngắn hạn, đúng không ạ? Rồi chúng ta thích những cái khu gọi là cái khu gần với những cái gì, như là rất nhiều cô chú anh chị chúng ta lại thích chung gần trung tâm thương mại để tiện mua sắm, đúng không ạ? Gần trường học để sau này cho con cái đi học, đấy. Rồi gần khu vui chơi giải trí để mà chúng ta có thể là sử dụng những cái tiện ích đấy, trong khu vui chơi đấy. Rồi gần cái kiểu như là biển hồ để chúng ta đi ra biển nó gần gần quảng trường, đúng không ạ?
những cái yếu tố đấy thì chúng ta phải hiểu được cái nhu cầu của như thiên định là thiên định phải hiểu trước. Cô chú chị tới thì thiên định sẽ hiểu và thiên định sẽ phân tích. Ví dụ như trong đầu của thiên định là cái này đẹp nhưng mà nó không phù hợp với cô chú chị chúng ta thì nó chỉ mất thời gian thôi. Đấy. Và thiên định chia sẻ luôn là cái quỷ hàng mua đi bán lại chuyển nhượng tại Vinhomotion Park thiên định đang nắm rất là nhiều luôn. Đấy. Và thiên định khẳng định một điều rằng là gặp thiên định thì cô chú chị chúng ta sẽ mua được giá tốt. Tại vì sao? Thiên định luôn luôn làm việc trực tiếp với chủ nhà, và khi cô chú chị chúng ta đã ưng căn nào đấy thì cô chú chị chúng ta có thể trực tiếp đàm phán với chủ nhà với cái giá mà nếu chúng ta ok thì sẽ đi tới giao dịch. Đấy, còn không thì thiên định lại đi tìm và lựa chọn cho cô chú chị chúng ta những cái căn hợp lý hơn. Đấy, thiên định hôm nay thiên định chỉ chia sẻ đến vậy thôi. Thiên định xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú chị đã theo dõi video của thiên định. Chúc cô chú chị chúng ta có một ngày làm việc sức khỏe hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui. Hãy nhớ nút đăng ký theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của thiên định nha. Thiên định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý chị ạ. Thiên định xin chào.